Chào anh chị á, nay em gọi đồ chị xem nó sao, nó nào gì em ạ? Số điện thoại để đặt hàng là 0349 653 147. Anh chị nào cần nhắn qua Zalo thì 0965 270 762. Tiền có cái bá như này á, nó hơi bị nó sầu đấy, 30.000 nó sầu đấy, càng hơi nứt nhè. V1 30.000. Thế cái này này thì hơi cần đấy, thì 40.000. V2 40.000. 10 khoáng này 101. 10 nhỏ thôi, hết 10 nhỏ. 9 lít rồi xuống. V3 101. V4 101. 12 lít trở xuống. V4 101. Hai bộ go như này hơi bề đấy, 60.000. Bộ này để đóng hô á, cốc phá luôn này, nhìn hô này. V5 60.000. 3 cơ lê 2427 NTK 2629 NTK luôn, 2932 Osaka. Ba cái này 80.000. V6 80.000. Có dụng cụ này hàng MCC 250. Miếng con đẹp. V7 250. Một cái dụng cụ như này 30.000. Không có hiệu á. V8 30.000. V9 30.000. Không có hiệu. V9 30.000. Có cái búa như này, cho nên thì con cản con sai tạm được á, hơi bề nhẹ đấy, 30.000. Cái này nặng tầm 4 lượng á. V10 30.000. Cái này 30.000. Cản hơi sâu đó, đầu thì khá liền, cản lúc lắc á. Này về xe tạm đó. 11 30.000. Cái này 40.000. Cản con sai tạm được, có mộc, nặng tầm 3 lượng, đầu bùa con khá đẹp. 12 40.000.
hai cây gò như này là bể này, cái này nhỏ đấy, hai tầm hai lượng càng đẹp, cái này tầm 5 lượng này, hai cây 60.000. Có cái kim cắt miệng hơi mẹ nhè 100.000, các cặp 5 lý á, cặp 5 lý. Với 400.000. Còn hai cái đầu bùa như này, bùa gò. Cái này tầm 3 lượng. Cái này 4 lượng. Hai đầu này 60.000. Có mọc có trừ hết á. Về 15, 60.000. Một cái đầu bổ bí như này, Asahi á, size 1/2. Đầu này 70.000, nặng 7 lượng á. Về 16, 70.000. Có hai kim cắt đinh như này. Dài 15 thôi. Một cái đây hơi cận. Hai cái này 60.000. Một cái mỏ lịt Lotter 200ml 60.000. Miệng đẹp, đẹp nguyên á. Về 18, 60.000. Mỏ lịt 300ml Mark in da băng, hãng Lotter, hàng con tôm. Này 100.000. Về 19, 100.000. Có bộ làm vườn như này, một cái cửa này, lưỡi con khả này, cái cao cỏ, cái cao đất, cái liềm, 4 cây như này 80.000. Có cái cửa thủ công như này, lưỡi này, hàng thủ công á, không thể trừ, 40.000. Hai một 40.000. Mỏ lịt tộp 250ml 60.000. Đuôi chuột số 30 nhé, 100.000. Hàng super 100.000. Da băng V23 100.000. Có hai cái dùa như này 40.000. Dùa gỗ á, dùa gỗ. Cái này super to này, da bắn này. Này không có hiệu. Hai cây 40.000. 24
40.000. Hai cái này 70.000. Cái này dài 35 á. 30 á. Bằng nguyệt này, hai cái dầu gỗ á. Bằng nguyệt hết 70.000. Về 25 70.000. Một cái bầm ghim như này 101 ngắm mắt này bầm gỗ mềm đó, giờ mình bầm gỗ mềm đó. Ghim màu thì em bỏ trong đó, V26 101 cái lắc lẻo như này 40.000. Này số 21. Số 21 lắc lẻo, số 21. V27 40.000. Một cái mỏ lịt 150 ml. Da bắn Heavy Duty 50.000. V28 50.000. Nắm cái đôi chuột 17-21 17-21, cái này hơi rớ. Hết đó. Có hai cây này hơi yếu. V29 210.000. Có bộ như này. Bộ thẹp, sắt thẹp. Hồi là nó đặc 100.000. V30 100.000. Ba sắt cày như này 100.000. Hàng 330 này có chữ này 36 này. Độc vũ con gà này 100.000. Rồi chốt V31 100.000. Một lít rắn Mitsubishi á, size 450. 450. 270.000. Miệng đẹp. Lấy chủ bình thường á. Lo cho bình thường. V32 270.000. Có hai cái búa như này. Búa này khá to đó. Khá to. Một cái nặng 1 kg á. Hai cái này 120. V33 120. Một kéo cắt tôn như này, có mộc đấy. Cái này 80.000. Phần lửa dài á. Lửa dài đến 8 cm, tổng dài là 33. Này cắt ngọt á. V34 80.000. Có cái búa như này, búa gò. Búa này thì không có mọc. Nặng 5 lượng á, 40.000.
35-40 nghìn. Hai cái búa như này 40 nghìn, tầm 2-3 lượng thôi. Búa càng thì size 8 thôi, càng size 8 thôi. V36 40 nghìn. Có 4 kim cắt như này, miếng đẹp, hơi cận nhẹ. Cái này không thấy hàng. Thân nhôm á, cái này đóc vú này, miếng đẹp. Thân nhôm luôn. Cái này hàng cá hạt. Cái này em sẽ xí, miếng đẹp, hơi rộ. Bốn cái này á, 87. Ba bài 170 nghìn. Có cái mắt như này này, 70 nghìn. Có chữ đúng không? Đẹp. Này để làm rạch. V38 70 nghìn. Có cái cuộc như này, như cuộc chim á. Cái này 150 nhá. Nó dài 26 này. Này dài 1,5 cm này. Nặng là 2,2 kg nhá. 2,2 kg cả cái cục gỗ này. Trăm rưỡi. Một cái búa để làm hô này, 100 nghìn. Có nhổ đỉnh luôn. Đốc vú á. Hàng đốc vú. V40 100 nghìn. Có cái lắc lẹo như này, 40 nghìn. Đầu 21 á. Đầu số 21. Bụng 1, 40 nghìn. Mày lên cái búa này, tầm 3 lượng thôi, 30 nghìn. Càng con xe tốt. Về bụng 2, 30 nghìn. Cái gò như này nè, cái gò này xe tốt, còn đẹp, 30 nghìn. Tầm 3 lượng thôi, 3,5 lượng. Bụng 3, 30 nghìn. Cái như này, cái này tầm 2,5 lượng đó, 30 nghìn. Bụng 30 nghìn. Một cái nhổ đỉnh như này, 40 nghìn. Không có hiệu. Bụng 5, 40 nghìn. Kim cắt như này. Em xí cắt cạp 10 lý á, tình trạng nó bể đây. 200 nghìn. Đầy đủ hết á, bể phần đó thôi. Mất vỏ nữa. Buồn sậu, 200 nghìn. Có kiếm một quà như này, hàng tộp 50 nghìn, giá hay lắm. Vì mình kẹp gì kẹp. 7, 50 nghìn. Bộ khóa 12 KTC. Kẹp ở lõi Super 14-17. 17-19 nhăn má. 22-24 KTC thép alloy. 21-26 Lotter thép alloy. 26-32 Hit.
190.000. Bộ này 190.000. Bụng tạm, vơ bụng tạm 190.000. Bộ tô vịt như này, bé bá này, vịt đậm, bé một vịt đậm, đầu tư vịt đậm, hai cái đầu tư vịt đậm luôn, 80.000. Vơ bụng chín 80.000. Cuối cùng hai cái bộ đầu bộ như này á, 40.000, hơi bể nhẹ đó, hơi tè nhẹ đó, có mọc luôn, đọc vú đó, mọc hết đó. Cảng này xe tạm hoặc là làm cảng cả 50.000, 40.000 50 nha. Ừ. Rồi hẹn gặp cái clip tiếp theo.